solo với tôi nha. Thắng để coi theo lỗ tôi thắng là có nhiều tiết mục lắm. Đầu tiên giờ chơi tiết mục solo trước đây. Nó đá chim kệ nó. Nó đá chim tôi đá nó. Biết ngay mà, thấy chưa, biết ngay mà. Biết ngay đá chim mà. Biết ngay mà, tôi trẻ giờ thiệt cái tình. Ý ẹ liền, ý ẹ liền. Tao phải lượm cái code của thầy là dễ. Thôi rồi. Sao tôi ngu vậy trời. Ok ok. Sao ngu dữ vậy trời. Ok. Trời, con bò nó chiến vậy. Sao? Như nào? Sao? Đi à, sao? Như nào? Thích không? Chơi. Họ ngang nè, ngang nè, ngang nè, ngang nè. Láo mày. Ai chọn lính? Ăn vẫn được mày, ghê mày. Follow me, follow me, follow me, follow me. Ghê vậy anh bạn, vô nào, đập cái hàng trong nổ. Cái gì vậy? Tự nhiên đục người ta. Đi. Ê, ê, nó quýnh tôi, nó quýnh tôi. Nó kéo luôn, nó kéo đi luôn kìa. Kéo thì đẩy qua bên kia luôn. Đánh đi, đánh đi. Đánh này. Tăng đi. Tăng, chưa nổi rồi, chưa nổi, chạy luôn. Nè, lại nè, lại nè. Ok, 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 đi theo tôi, đi theo tôi, đi theo. Nó chạy luôn. Vậy tôi quay lại, tôi đánh con luôn. Tôi đánh con lô. Rồi nó đâu rồi, nó đâu rồi. Đây nè, rồi đánh nhau đi. Quýnh nó, ừ đúng rồi. Dí nó. Đúng rồi em gái ơi, em gái. Đúng rồi. Ê ê ê, rồi ok, ok ok. Ok. Ok, tôi chạy. Đúng rồi. À, thằng này nó láo mày. À gõ một cái, quỳ một cái nè, gọi đấm nó đi. Cho. Vô lại. Có
con bò nó hết máu rồi, tôi còn một bình nó hết máu rồi. Tôi còn một bình. Ê, lỡ tay. Trời ơi, tôi đã cho nó cơ hội, nó thắng rồi mà thằng bé này nó muốn thắng. Đập tôi đau dữ vậy. Một, hai, ba, vô. Sao em đi ra ngoài luôn vậy? Chấm cái chát cho chấm cái. Trời ơi em ơi, em chấm cái đường ke vậy là chết thầy rồi. Em cấm kiểu gì mà bên em nhìn hả rộng hơn bên anh vậy? Rear đi. Go. Sao tôi chân Mundo này ngu ghê ta? Nó không cái dao vô cái tay tôi, cái tay tôi giật chữ F rồi mà nó cứng lại, nó không có chạy được. Game tiếp theo. Đây. Sao nhìn cái con ra mớt của nó lực quá vậy? Rồi, đứng đây. Chuẩn bị nha. Thời gian là 2.00 nha, là go nha. Ok. 7 6 À nó sẽ mai tôi rồi. Điểm cuối dưới đây nha, điểm cuối dưới. Rồi. Ê, nó mất lát rồi, tôi win rồi. Yeah. Rồi. Tất cả các bạn đã ban những con láo vào ý rề nóc tùn, con xả Mira, con vĩ ở go, con trệt với là con tám kèn. Trong khi đó thì họ đã phớp bích đại đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không.
Thì bên kia là hả chơi con Camille có cái quả diêm sơn đó, cái chụp cái núi đó, là cái rờ đó chụp lại rồi coi như là con Camille cao thơ con Tôn Ngộ Không rồi nè. Kết hợp với đó là hả nữ thần mặt trời chụp lại xong rồi lấy lửa lấy ánh sáng mặt trời đốt Tôn Ngộ Không. Cái rồi hả Tôn Ngộ Không khát nước quá, cái là có chú mập nè, chú Ragaz này cho bình rượu uống, bình rượu nó uống. Cái Serat tưới bắn ra mấy cái xanh xanh là tưới nước mưa cho mát Tôn Ngộ Không. Còn bên đây thì Bích gì đây? Rồi Bích cái con Kai Sa này nó giống con mèo nè, cái mặt nó giống con mèo vô, giống thổ dân giống con mèo không? Thấy Tôn Ngộ Không uống nước nhiều quá, cái là uống theo. Trời ơi, nó lên nó giết Tôn Ngộ Không của tôi. Kéo con chuột lên mới thấy máu kia, không kéo sao thấy máu. Trời ơi, đứng đây chờ. Rồi, mất cái quy luôn. Có cái quy là giết được nó rồi. Rồi, Mai Thanh Lộc. Hay quá. Hay. KS mà chưa có chuẩn chỉ nghe. Cái PC gì mà có hả độ cam, độ đỏ, độ vàng 51 độ. PC gì mà ghê quá ha, PC mà la mà lùng. Rồi, một cú Flash Air. Hay quá. Pha luôn tới con bé mập. Ê rồi, trời ơi, ui quýnh thằng Silas ốm luôn rồi. Con Sona lát hay quá. Con Silas này hình như nó tuôn hay sao á mấy ông ơi. Nó có cảm giác con Silas này nó tuôn hay sao á. Mà tính ra là ngày hôm nay là ngày nhiêu kể từ ngày giãn cách rồi, phải không? Tính ra là ngày hôm nay ngày thứ 10 hay 12. Còn 3 ngày nữa là chỉ thị giãn cách hết đúng không? Dán là tôi nói Ngộ Không hả MVP rồi. Ôi kẹt nhau từng con lu, bởi vì nó có quyền lợi một cái là con người sống với nhau bằng cái sự đau khổ đó. Canh kẹt thằng nào cũng canh kẹt để có cái KDA đẹp, sống với nhau mà đau khổ vậy đó. Ghê vậy. Rồi chết Silas rồi. Out chain rồi, cặp boss out chain rồi. Trời ơi xử lý kìa, công kênh chưa? Cái này Ngộ Không MVP cho mọi người, chuẩn bị cho Ngộ Không một cốt cho mọi người. Slam Data Ken là gì? Hay quá. Ship Silas hả?
tài xét theo những cái pha mà hả chim én, giống như là con hẹt. Camel nó hay rồi, Camel hả nó lụm cái MVP rồi. Tự nhiên cái bộ phim đánh nhau, bộ phim nào không đánh nhau mấy ông nội, bộ nào không đánh nhau á. Thí dụ như bộ phim yêu đương tâm tình lý tâm cảm này là cũng đánh nhau giữa hai đứa con trai con gái. Một động tác đánh nhau, đánh qua đánh lại, đánh chừng nào chết thì thôi, nhưng mà không chết thì đánh tiếp. Squad Art Online coi rồi luôn. Có tin mùa này SDB được đi chung kết phải không Ren? Ở đâu ra vậy mấy ông? Đâu cho tôi cái tin đó tôi đọc với. Học về làm bếp, học về game, score đánh giải. Ui đó mốt tôi sẽ làm bộ phim thời niên thiếu của Trọng Nhân Nguyễn. Bộ đó chắc hot rạp lắm. Ý. Ui. Mấy ông kia bít đồ hình máu giấy quá, Sona này nọ cái thứ. Nó chuẩn cho hai cái lên đường. Ok không? Lâu lâu anh em mình coi phim, anh em mình hả cùng nhau hả chia sẻ ớt ngọt bùi đi. Nha. Yeah. Mấy ông cho tôi coi một cái bộ phim nào mà tôi phải trầm trồ. Tôi phải bảo là quá hay luôn á. Chứ cuộc sống tôi giờ này hơi tẻ nhạt. Ôi ôi, con Camille nó khéo. Trời ơi, nó khéo, được mày. Ui. Trời ơi, nó trưởng cái chết rồi nè. End the game rồi. Một bông hoa không thể làm nên bài ca. Mặc dù con Camille rất là xanh và đánh rất khéo, nhưng cũng không thể carry được cái game này. Thank you.